chia quá trời chị hả? Có luôn à? Như sáng gọi chị. Trời mưa nên mình đi bà này vui luôn á. Dừng trên cấp chơi luôn. Ừ, trời trời này gió với lại ấy là hay dừng lắm. Không có dặn cái người nó tùng quay lại không? Chắc là quay đó, tại vì mặt nó ngụm nặng lắm vậy. Bà đi lần đầu đó. Chị cũng có dặn tư vấn lúc đầu rồi, nhưng mà sợ quay thì nhiều khi em nhận lại là họ còn dư em nhớ được gì nhớ. Cái bộ món cao mà giống quay là lính đánh đâu nghe ta kể lắm ta đấy là tao nói là đang nhân quá là im lặng cái tiếng giống như là mình mụn cơm nhiều cái nghe nặng rồi nhanh bị lại có ai chứ. Có cái mụn này dễ ra dễ sợ mà nặng ta nói nó muốn liền.
Trời ơi, ta mơ một giấc mơ rất là kinh khủng. Nước ngập lên Nam chơi. Nước chỗ ôm Nam á dâng lên. Xong rồi mấy cái chòi mà không phải là chòi của ôm Nam mà chòi chỗ khác á, trâu. Thấy người chết nữa chứ. Thấy người chết trâu quá trời luôn. Cái thật ta lấy, ta trong mơ là có lấy iPhone 15 đó quay, mà quay không được, mở camera không được. Cái xong rồi mấy người kêu rất là má không cho quay rồi. Cái ý là mở camera ra không được, là đây nó là linh đồ gì mà lâm la là quay. Cái ta trong mơ là cái quay về đăng lên cho mọi người xem nữa. Trong mơ mọi người không quên làm TikTok cơ. Mà người chết là có một người tay nữa. Trôi đi ghê lắm. Mà đàn ông là ta kêu chiều nay đánh số đề. Nước là 58. Còn người chết là 88. Thì qua chiều nay ra số này. Đúng không? Mua bằng đề nhưng không bao giờ đánh. Nó chỉ giới như nó thật ra trùm đề đây, vào lấy nhờ đề chứ không phải là nhờ nên mua. Có rồi, có nói rồi đó. Giang ngủ sợ. Coi một lần kia ra nó phúc. Nặng để ra cho xem á, thấy mụn á.